Xin chào các bạn đã đến với Thuận Cap rồi ngày hôm nay Ngày hôm nay đó là ngày 24 tây tháng 12 năm 2020 Là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ Thì lúc mà làm video này đó các bạn thấy là giá của Bitcoin là 23.515 Thì mặc dù chúng ta nhìn vào tình hình chung thị trường đó Thì hôm nay có rất nhiều những màu xanh Nhưng mà thật ra trong dòng 2003 các bạn thấy được là thị trường tiền kỹ thuật số cũng có một cái sự giảm giá nhưng mà đặc biệt là có rất nhiều altcoin giảm giá nhưng mà chúng ta nhìn vào những đồng như là bitcoin và ethereum này, hai đồng này hầu như là không có cái sự phản ứng mạnh và phần lớn mọi người đều đang lo ngại đến cái thông tin liên quan tới đồng xrp như là các bạn thấy được đồng xrp đã đi xuống rất là nhiều trong thời gian qua chúng ta nhìn vào coin đi để thùng refresh cái trang này lại thì các bạn thấy được là đồng xrp trong vòng 7 ngày qua đã mất đi 50% hôm nay đã lên 21% nhưng mà trong vòng 7 ngày qua đã mất đi 50% là cái thông tin các bạn cũng đã biết là liên quan đến những cái tình hình của đồng XRP như là thường đã chia sẻ trong hai video ngày hôm qua cũng như là cái video trước đó video 878 và cái video 876 về thông tin liên quan tới SEC kiện công ty Ripple Labs về việc là thứ nhất là bán những cái cổ phiếu mà không đăng ký Thứ nhì nữa là liên quan đến việc là những nhà lãnh đạo của XRP đang làm giá thị trường. Bà có dẫn chứng cho thấy được đây là sự thật. Thì chúng ta hôm nay cũng sẽ nói thêm một số những cái đề tài liên quan đến vấn đề này tại vì đây vẫn là một cái đề tài mà các bạn rất là quan tâm đến. Nhất là nhiều bạn bây giờ là hoang mang là nhìn vào tình hình của XRP đi. Chỉ cần là SEC kiện thôi mà giá đã đi xuống 50% trong vòng chỉ có 7 ngày trong khi mà thị trường crypto vẫn tiếp tục tiến tới thì đồng nào sẽ đồng kế tiếp như mà hỏi thuận là thuận có thể giải thích được là đồng Stellar có bị hay không hay là đồng Chainlink thì như thế nào Cardano sẽ ra sao vân vân những đồng này có bị SEC kiện hay là không Nghĩa là ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ thường sẽ chia sẻ những cái thông tin với các bạn liên quan tới là những gì đã xảy ra trước đây với lại SEC ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ và chúng ta cũng sẽ nói tới là cái việc này đó có phải là chỉ liên quan đến Hoa Kỳ hay không hay là liên quan đến cả thế giới chúng ta cũng sẽ nói tới là đồng XRP này sẽ bị delist như là bị loại bỏ trong những giao dịch hay là không Đây sẽ là những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói tới trong cái video ngày hôm nay Và đặc biệt là Thuận có một cái poll mà cũng như bạn cũng đã tham gia vào Và câu hỏi là hiện bây giờ thì nên làm gì với đồng XRP Thì bốn câu trả lời là bán hết vì SEC sẽ không nương tay Mua thêm bắt đáy, ho đồ không làm gì hết Và không quan tâm đến XRP thì các bạn thấy được là đã có 300 bạn Đã tham gia vào bỏ phiếu và chúng ta thấy được là phần lớn bây giờ 31,67% chính bạn nói là bây giờ là mua thêm bắt đáy còn như là rất nhiều bạn bây giờ nghĩ là chúng ta có thể mua XRP bây giờ mà có sự điện tốt các bạn thấy là kế tiếp là 25% của tất cả các bạn là nói bán hết vì nghĩ là SEC sẽ không nương tay và các bạn thấy được là phần kế tiếp là 33% của các bạn nói là ho đồ không là gì hết và cuối cùng là có như là 10% các bạn nói là không quan tâm đến XRP thì đây là cái thống kê sơ bộ của những bạn nào mà đang là cộng đồng của thùng capital nhưng mà nào mà chưa có bỏ phiếu thì có thể là lên trên Facebook, Twitter và Telegram để mà bỏ phiếu Xin chào các bạn đã đến với thùng capital ngày hôm nay trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một cái thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn chưa có theo dõi thuần cáp với đồ trên các mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin như là Facebook, Twitter và Telegram để nhận được những cái thông tin nhanh nhất và nếu như mà bạn là một trader bạn đang tìm kiếm một sàn giao dịch hay là bạn đang tìm kiếm những cái dịch vụ trong thêm crypto thì hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thường capital như là bạn có thể nhận được những cái bonus những cái ưu đãi liên quan đến là giảm phí giao dịch khi tham gia những sàn như là snapx lmt đây là một sàn mà có hỗ trợ copy trade hay là sàn binance hay là sàn coinbase bybit và dùng blockfi những thông tin chi tiết sẽ nằm ở phía dưới cái video này chúng ta bây giờ hãy trở lại video mà nói về những thông tin liên quan đến tình hình hiện bây giờ thì trước hết tôi muốn chia sẻ một cái thông tin căn bản liên quan đến Bitcoin và Ethereum cho những bạn nào mà mới vừa tham gia thị trường này. Những bạn nào mà tham gia từ bấy lâu nay thì cũng biết cái thông tin. Thông tin đó chính là trên thị trường crypto bây giờ đó các bạn thấy được là cả những crypto bây giờ là có rất nhiều đồng nhưng mà chỉ có hai đồng duy nhất là được SEC có nghĩa là ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ công nhận là không phải là chứng khoán đó chính là đầu tiên là đồng Bitcoin thứ nhì là đồng Ethereum các bạn thấy được là đây là hai đồng mà SEC ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ công nhận không phải là chứng khoán và cũng là hai đồng mà được CFTC có nghĩa là ban quản lý hợp tương lai của Hoa Kỳ cho là hàng hóa cho nên các bạn thấy được là hiện bây giờ một những câu hỏi thường nhận được rất là nhiều là những đồng khác thì đồng nào có cơ hội bị kiện bởi SEC thì thực ra đó nói là cơ hội là tất cả các đồng ngoại trừ Bitcoin và Ethereum ra thì tất cả các đồng đều có cơ hội để bị kiện bởi SEC cho nên không đồng nào có thể thoát hết nhưng mà các bạn thấy là trong lịch sử đó thì sự thật cũng đã có rất nhiều dự án bị kiện bởi SEC chúng ta đi thêm một số chi tiết nữa nhưng mà cái vấn đề ở đây Thì muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta nói tới Bitcoin và Ethereum thì nhiều bạn thì thường hay cười nhạo là Bitcoin chậm hay là Ethereum là không có nhanh như là những cái mạng lưới khác hay là tương lai thì sẽ có nhiều đồng thay thế Ethereum vân vân nhưng mà các bạn thấy là trong vòng bao nhiêu năm qua thì Bitcoin Ethereum vẫn đứng vững ở trong vị trí 1 và 2 và trước khi mà có Ethereum trước năm 2016 đó thì Bitcoin vẫn đứng vững là vị trí đầu tiên tại vì sao các bạn thấy là một trong những cái vấn đề rất là lớn đó đó chính là liên quan tới đầu tư thì có những nguy hiểm gì và một những nguy hiểm mà nhiều nhà đầu tư không chấp nhận đó chính là nguy hiểm liên quan tới pháp lý và có khả năng là bị loại bỏ cho nên các bạn thì được lợi rất nhiều nhà đầu tư bây giờ tại sao mà họ chỉ quan tâm đến bitcoin rồi tới ethereum mà không quan tâm đến những đồng như là chainlink hay là polkadot như bạn nói là tại sao mà không nghe những cái tổ chức đầu tư nói là họ sẽ đổ tiền vào polkadot binance coin cardano chainlink mà chỉ nghe nói là tổ chức đầu tư này đến tổ chức đầu tư khác họ chỉ muốn đầu tư vào Bitcoin và Ethereum mà thôi lý do rất đơn giản là tại vì hai đồng này là hai đồng mà sẽ không bị kiện bởi Scc tại vì SCC đã đưa ra thông báo là công nhận Bitcoin và Ethereum không phải là chứng khoán đây là thông tin chúng ta cũng đang nghe nói tới từ năm 2018 rồi nhưng mà thường muốn chia sẻ để cho nhiều bạn có cái nhìn chi tiết hơn là tại sao mà chúng ta chỉ nghe nói những tổ chức đầu tư quan tâm đến Bitcoin và Ethereum. Đây là một những vấn đề rất là lớn các bạn cần phải hiểu tại vì không có ai mà muốn đầu tư một đồng mà có cơ hội đồng đó được liệt vào chứng khoán hết. Đây là điều đầu tiên Điều thứ nhì, nhiều bạn hỏi thuận là nếu như mà XRP bị kiện bởi SEC đó, ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ mà thường đã chia sẻ trong những video trước đây đó, lỡ như mà XRP thu kiện và XRP trở thành một chứng khoán thì có hại như thế nào? Tại sao có đó lại là một việc không tốt? Tại vì các bạn thấy là những cái sàn như bây giờ đó họ không có bằng kinh doanh chứng khoán cho nên đầu tiên hết nếu như mà XRP thật sự là bị SEC liệt vào chứng khoán thì sẽ dẫn đến là chúng ta thấy là đồng XRP sẽ bị delist, bị loại bỏ rất là nhiều sàn ra mà chúng ta đã bắt đầu thấy cái vấn đề này chúng ta thấy được những cái thông tin như là cái thông tin liên quan đến ít nhất bây giờ đã có 3 sàn giao dịch đã loại bỏ để đi list đồng XRP trong đó chúng ta có sàn giao dịch OSL, sàn Cross Tower, sàn Big C. Đây là những cái sàn mà đã ra thông báo là sẽ đi list đồng XRP. Còn vào đó nữa chúng ta thấy được là những cái tổ chức đầu tư như là các bạn thấy được Bitwise, Bitwise thì mới vừa thông báo cái index nghĩa là cái chỉ số đầu tư crypto của họ. Thường cũng đã chia sẻ trong một cái video trước đây và trong đó một chứng đồng mà nằm ở trong cái quỹ đầu tư này chính là đồng XRP và các bạn thấy là ngày 23 tây nghĩa là ngày hôm qua thì thông tin là cái quỹ đầu tư Bitwise cũng sẽ bán hết đồng XRP và sẽ không tiếp tục đầu tư nữa. Thì có một cái vấn đề mà nhiều bạn lo lắng ở đây đó chính là có thêm nhiều sàn sẽ loại bỏ đồng XRP hay là không. Thì tôi muốn trả lời câu hỏi này đó chính là câu hỏi mà chúng ta cần phải nhìn thêm vào một số những cái thông tin nữa tại vì rất là khác biệt khi mà chúng ta nói tới là một tổ chức đầu tư loại bỏ đồng XRP thì họ chỉ đơn giản là họ bán đồng XRP của mình và họ dùng số tiền đó để đầu tư vào một cái tiếp tục khác mà thôi. Thì nó đơn giản hơn một sàn giao dịch đó mà muốn loại bonus XRP đó, muốn delist list thì sẽ khó khăn hơn Tại vì các bạn thấy được là những cái sàn này bây giờ là trên sàn của họ vẫn còn người giữ vị thế của XRP à, Vẫn còn những người mà đang trade đồng XRP này Và nếu như delist list thì sẽ giải quyết như thế nào Đây là một vấn đề rất là lớn và có thể dẫn đến là một số những cái trở ngại pháp lý sau này đi thường giải thích thêm đi các bạn thấy là những cái sàn mà đã ra thông báo là sẽ điều lấy xong XRP trong đó có uh, sàn OSL sàn Cross Tower sàn BC thực ra nói là ba sàn này bản thân thường cũng chưa hề nghe nói tới mãi cho đến khi mà chúng ta nghe nói thông tin liên quan tới là đọc XRP bị kiện bởi SEC Nhưng mà chúng ta lại nhận được một cái bài viết liên quan tới những sàn lớn hơn đi Như là sàn Coinbase Thì có ý định là delist XRP hay là không Thì bây giờ chúng ta vẫn chưa nghe một cái động tĩnh nào hết liên quan đến những sàn như là Coinbase Thì à, các bạn thấy được là bây giờ thì có rất nhiều giả thuyết được đưa ra Tại vì chúng ta thấy là những cái sàn lớn bây giờ đó nó đang nằm trong một cái vấn đề rất là nan giải Tại vì sao? Tại vì một bên đó, thì các bạn thấy được là những gì chúng ta nghe được trong vòng 20 ngày qua là SEC kiện công ty ripple labs là đó chỉ một cái điều kiện mà thôi có nghĩa là đây là một cái đơn từ gửi tới để mà cáo buộc là công ty ripple labs và hai người dẫn đầu đó chính là chris larson và brad kellan house là hai người này là có những cái tội gì đó liên quan đến là phạm luật nhưng mà các bạn thấy được đây chỉ là những lời cáo buộc mà thôi chúng ta vẫn chưa thấy là XRP ra tòa sẽ như thế nào những cái luật sư công ty Ripple Labs sẽ biện hộ như thế nào cho nên trên căn bản chúng ta vẫn chưa biết được thật hư khi mà ra tòa đó thì ở bên SEC họ sẽ đưa ra những cái chứng từ như thế nào tuy là chúng ta biết được là trước đây những điều kiện của SEC đó thì hầu như là SEC đều chiếm thượng phong hầu hết là những cái dự án nào mà đối đầu SEC đó đều thất bại hết nhưng mà XRP có thể nói là cái dự án lớn nhất ở trong thị trường crypto này mà bị kiện bởi SEC, ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ. Các bạn thấy được là đồng XRP khi mà thông tin này được đưa ra đó đứng hạng thứ ba là một cái đồng mà có vốn hóa rất là cao. Ngay cả bây giờ cũng cao nữa chứ đừng nói là cách đây vài ngày các bạn thấy được là bây giờ thì cái tổng số vốn hóa của đồng XRP đã lên tới 12,5 tỷ trong khi mà đồng này đã đi xuống 50% trong vòng 7 ngày qua nghĩa là trước đây một tuần đó thì con số này gấp đôi là 24 tỷ và các bạn cũng đã thấy là công ty Ripple Labs đã kiếm được rất nhiều tiền khi mà bán đồng XRP cho nên họ sẽ có cái số tiền cần thiết để mà mướn được nhiều người luật sư giỏi hơn để mà giúp đỡ cho họ trong cái vụ kiện này cho nên đây là một trong những vấn đề chúng ta chưa có rõ là khi ra tòa sẽ như thế nào